Chào bà con, mình là nông dân của xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Mình có canh tác giống OM18. Thì vừa qua mình có xài phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của công ty phân bón Mùa Vàng. Ngày hôm nay cũng tới ngày thu hoạch rồi bà con ơi, máy cũng đang chạy cắt. Thì mình dự đoán năng suất thì rất khá. Phân này thì cho vô gạo quá tốt. Cây bự, lá bự, vô gạo bông bự luôn. Thì lúa cái phân này thì đặc biệt có một cái là nó chín rồi mà cái bộ lá nó vẫn còn xanh. Đây nè. Chín rồi bộ lá xanh tốt lắm. Hạn chế cháy lá với bệnh bị sâu sâu cuốn lá, hạn chế lắm. Chứ phân này xài cái mùa hè thu với vụ ba thì hai mùa nghịch thì nó hạn chế độ ngã nhiều lắm. So với bên đối chứng thì xài phân hóa học thì ngã cũng hơi nhiều. Để mình quay bên đối chứng cho bà con xem. Lúa vô gạo quá đạt, xài phân này vô gạo đạt quá đạt, chín chắc tới cậy luôn bà con, no hạt tới cậy luôn. Đây này là bên đối chứng, bên xạ phân hóa học nè. Thì nói chung là đổ ngã cũng hơi nhiều ha, sập cũng gần hết luôn. Còn của mình ở đây thì đây, xài phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của phân ty phân bón Mùa Vàng đó bà con. Thì bà con có xài phân này thì liên hệ với bên công ty phân bón Mùa Vàng, gặp trực tiếp anh Long á, lấy phân này về xài, mình thấy xài thấy ổn. Rồi vụ tới này thì chắc chắn thì mình sẽ xài tiếp rồi. Đây bên đối chứng thì người ta xịt nhiều ha, còn của mình đây trải qua bão số 1 của hổm rồi áp thấp nhiệt đới 2-3 ngày nay nữa mà lúa mình vẫn không xịt nha bà con. Tổng quan miếng đất luôn, không xịt luôn, chỗ nào dữ lắm luôn là nó hơi siêu siêu nhẹ chứ không xịt luôn đó. Phân này thì quá cứng cây, tốt.